Với những khán giả thường xem game show cũng biết, anh Đức là thánh đế và bị bạn thân rao bán bất chấp mọi lúc mọi nơi. Sau thời gian bị trêu lên bờ xuống ruộng, cuối cùng anh Đức đã chịu công khai là hoa đã có chủ vào đúng ngày Valentine năm 2021. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết giấu mọi thông tin cũng như dung mạo bạn gái trước công chúng. Nhưng có bồ rồi thì phải nhập hội phát cẩu lương. Sáng nay ngày 3 tháng 6, anh Đức đã tung bức ảnh ôm trọn bạn gái vào lòng kèm lời bày tỏ. Nói nghe nè, happy birthday em yêu, chúc em những điều tốt đẹp nhất. Đây được xem là lần hiếm hoi anh Đức khoe ảnh bên nửa kia sau khi công khai đăng hẹn hò. Ngay lập tức, dàn sao lia lịa gửi lời chúc phúc, thậm chí tiếng luật còn gọi nữ chính quay lưng lại cho dân tình ngắm. Tuy nhiên, ít ai biết được bạn gái anh Đức cũng đã xả kho và nhá hàng loạt ảnh này trên trang Instagram cá nhân từ trước. Bạn gái anh Đức đã tung loạt ảnh này trên trang Instagram riêng tư nhưng quyết không tác tên cũng như không hé lộ chính diện bạn trai. Người yêu của nam diễn viên sở hữu nhan sắc không thua kém mỹ nhân Vivid nào, cô gây ấn tượng bởi dáng người mảnh mai và nụ cười tỏa nắng. Theo những thông tin hiếm hoi bị lộ, bạn gái anh Đức tên Uyên Tô, sinh năm 1991, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô có mối quan hệ rất thân thiết với hội bạn của nam diễn viên.